399 triệu thôi anh chị ạ. 399 triệu thôi. Có một lô đất mà ông chủ này rất là kỹ rồi quý vị nha. Đào ranh đất rồi này. Đấy. Đào thép B40 rồi. Rồi đóng cọc từ A đến Z luôn rồi quý vị. Đấy, từ đầu đến cuối luôn. Ngang năm sâu cho 50 mét quý vị. Ngang năm sâu 50, đất đã rào ranh. Rồi. Đường này là đường nhựa nha, mặt tiền đường nhựa, lộ giới của trục đường này là đường 18 mét quý vị nha. Và ở đây năm sâu 50 có 100 mét thổ cư. Đường nhựa chạy thẳng xuống hồ luôn quý vị. Đó. Đường này chúng ta chạy thẳng xuống dưới hồ luôn nha. Ấp 1, xã Bình Lập, thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Rồi. Di chuyển từ vị trí lô đất chúng ta ra 400 mét là tới nhà thờ giáo xứ Minh Lập. Rồi chúng ta ra 700 mét là tới chợ Minh Lập, nơi đã có đầy đủ các tiện ích như trường học, chợ, ủy ban nhân dân của xã Minh Lập. Với sản phẩm này nhá, 399 triệu quý vị. 399 triệu là giá chốt bao sổ sách thuế phí cho quý anh chị luôn quý vị. Đó, giao sổ thuế phí, đó, tất cả ông chủ này chịu hết nha. Rồi tặng luôn cái hàng rào này luôn quý vị nha. Chỉ 399 triệu thôi. Quý anh chị quan tâm sản phẩm này, gọi Trọng Thơ, sổ sẵn công chứng ngay trong ngày nha.